Hôm nay tại xã Lưu Phương và xã Yên Lộc, những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 14 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Lưu Phương, Tân Thành, Yên Lộc, Lai Thành của huyện Kim Sơn để thực hiện quyền vận động bầu cử. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Đơn vị bầu cử số 14 có 8 ứng cử viên, gồm ông Bùi Xuân Diệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Sơn, ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đoàn Minh Hải, Linh Mục An Tôn Đoàn Minh Hải, Giáo sứ Hoàng Mai, huyện Hoa Lư, ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Lê Thành Nhân, Phó trưởng phòng Tư pháp, huyện Kim Sơn, bà Đỗ Thị Bích Phượng, Phó trưởng ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Phạm Hồng Thái, Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kim Sơn. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Các chương trình hành động đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, thể hiện rõ khát vọng, mong muốn làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của huyện, luôn sâu sát cơ sở, tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức, nghiên cứu các vấn đề thực tiễn, những vướng mắc khó khăn ở cơ sở để tham gia ý kiến tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Kim Sơn đánh giá cao chương trình hành động và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, đồng thời luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh và huyện trong những giai đoạn tiếp theo, chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Cử tri cũng đề xuất một số kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh về kinh tế nông nghiệp, an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn, vệ sinh môi trường và một số chế độ cho cán bộ bán chuyên trách. Ông Nguyễn Hoàng Hà đại diện cho các ứng cử viên phát biểu bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của cử tri dành cho những người ứng cử, đồng thời khẳng định nếu trúng cử sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử, không ngừng học tập rèn luyện, thường xuyên nêu gương trong công tác và sinh hoạt. Ông Nguyễn Hoàng Hà cũng đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri và phối hợp chỉ đạo các ngành liên quan để xác minh, trả lời, giải quyết.